kiểm soát hoạt động tối ưu nhất. Xây dựng với những lợi thế và ưu điểm của cảm biến và các cầu đấu dây chấp hành hoạt động. Tiết kiệm không gian với cầu đấu dây có độ dày chỉ 3.5mm. Tiết kiệm không gian với kết nối plug-in. Có đa dạng các loại cầu đấu dây và phụ kiện để lựa chọn. Đảm bảo phân phối điện dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các thanh nối chung phân phối. Mỗi cầu đấu dây connect well vừa có thể truyền tín hiệu và vừa phân phối điện áp cấp nguồn.